Hiện tại thì app tài xỉu rất là nhiều, nhưng mà có một số con app này nó lại không xanh chín. Đấy, thì vì sao mình lại phải đi nghiên cứu để tìm những con xanh chín để chơi? Đấy, câu hỏi đó thì nó quá dài dễ trả lời rồi đúng không? Đấy, một con app nó xanh chín thì mình chơi kiểu, nhưng mà đang đang tôi đang nói về cái thuật ngữ xanh chín này, em có hiểu không? Có nghĩa là ví dụ như ở Sunwin nhé, Sun tôi nói riêng Sunwin ấy là thường là nó sẽ theo kiểu là cân cửa giả tiền đúng không? Ví dụ bên này là 500, bên này là 700 củ, thì nó sẽ cân cửa và nó sẽ trả lại 200 cho những anh em nào đánh sau, là nó sẽ chỉ lấy 5 5 500 củ thôi, để nó hai bên này nó đập với nhau và thằng nhà cái nó sẽ ăn cái thuế. Tay này tôi bổ đấy anh em nhé, tay tôi bổ đấy, tôi nói anh em qua đã. Đấy, nó ăn cái thuế thắng cược của những anh em nào thắng ấy. Đấy. Thì ví dụ như cái con am mà tôi đang chơi này, thì ví dụ bên này là 1 tỷ, bên này 2 tỷ thì nó vẫn thế thôi. Nếu như mà thằng bên này ăn ấy thì nhà cái nó sẽ ăn được 1 tỷ. Được chưa? Đây, ví dụ cái trường hợp này mà thằng bên 1 tỷ này thua ấy, thằng bên 1 tỷ này ăn ấy, nhà cái nó sẽ ăn được 1 tỷ. Còn bên anh em đánh 2 tỷ bên nhà cái thua ấy thì nhà cái nó sẽ chung lại, nó sẽ bỏ vào 1 tỷ nó chung lại cho anh em. Đấy. Kiểu như thế. Thì đây là gọi kiểu là xanh chín luôn, đánh là xác định là ăn thì lấy mà thua là mất luôn, không có cân cửa hay là giả tiền gì hết, được chưa? Rồi thì nếu mà mình chơi theo kiểu này ấy, thì nó sẽ có cái lợi, nó sẽ có cái lợi đó là ví dụ bây giờ tôi đang muốn đánh cái tài đúng không, tôi đang muốn đánh cái tài, nhưng mà tức là mình tính cầu chậm ấy, mình tính cầu chậm thì bây giờ mới đùng cái anh em cũng thấy là cầu tài đẹp, là anh em đã vào mất khoảng 3 tỷ đi, thì bên này mới là 100 củ đấy, thì làm sao mà vào mà ăn được anh em, làm sao mà vào mà ăn được đúng không? Nó bất tiện, nó bất tiện như thế, rõ không? Thì ví dụ bây giờ nhá, mình đánh với Sunwin mà gặp cái trường hợp này, thì bây giờ mình muốn đánh xỉu đi, mình đánh khoảng 5 lít đi đấy, thì bây giờ làm sao nó cân lên được đúng không? Tầm này làm sao nó cân lên được thì kiểu gì nó chẳng giả. Ví dụ anh em đánh vào sau một tí ấy là nó không cân được rồi, một đi mẹ mày gãy này, anh em hiểu 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 ý thôi chứ. Đấy, mình đã một thời gian mình chơi bên Sunwin ấy, mình chơi cái kiểu đấy, đấy là mình chơi tài xỉu cái kiểu là nó cân cửa trả tiền nha em. Thằng tại Sunwin là nó cân cửa trả tiền mà. Ê, ví dụ cái lúc mình vào ấy thì nó lại đeo ăn được, nó giả, tức là ăn được nhưng mà nó giả tiền, cái nó giả lại tiền. Đấy, còn khi mà đánh thua ấy thì nó lại nốt đấy, mà em mày cay cay cỡ đấy anh em, nó cay lắm anh em ạ, cho nên là cứ tìm những cái loại thể loại xanh chín này để chơi, được chưa? Đấy là cái đầu tiên. Rồi cái thứ hai đó là cái hàm suất của nó như thế nào, cái đấy thì tôi cũng đã nói nhiều rồi, tức là lần nào tôi cũng phải nhắc nhở anh em, để nhiều anh em là không để ý đến cái vấn đề đấy cho đến khi vào là đợi nó lâu quá. Ví dụ bây giờ nhá, vào tôi đang thấy vậy, anh cầu mày 31 hay 33 nó đẹp quá, tôi nào phát có ngay tôi đánh luôn, tôi làm một hai đánh và tôi nghỉ, tôi chốt lãi tôi nghỉ, có vẻ là sướng không anh em đúng không? Đấy, chứ bây giờ anh em cứ cảm giác anh em cứ ngồi anh em đợi cầu, nó đợi đợi cái tiền vào để mà chơi ấy, nó rất là ấy anh em ạ. 3 con 6 đi có mẹ mày, 3 con 6 nó nổ hũ luôn này, và đến bản trên 3 con 6 nó nổ cái hũ này luôn anh em, thấy chưa? Đấy là những điều mà tôi nói, muốn nói với anh em ở trong cái video ngày hôm nay. Thì tôi cũng chỉ hy vọng là qua những cái video như thế này của tôi thì anh em có thể tìm được cho mình những con app uy tín, an toàn để tham gia kiếm lãi mỗi ngày. Và nếu như anh em có thắc mắc gì hay là cần tôi giải đáp cái vấn đề gì thì anh em hãy bình luận trực tiếp ở dưới video này anh em nhé. Đấy, anh em nào mà thấy là tôi chia sẻ những cái vấn đề này là có ích thì tôi hy vọng là anh em cũng không tiếc gì cho tôi xin một cái like và một cái nút click vào đăng ký kênh để làm động lực cho tôi phát triển thêm nhiều video nữa, chia sẻ cho anh em nhiều kiến thức, nhiều cái bài học hay, những cái gì mà tôi biết, được chưa anh em? Đây rõ ràng là cầu 33 rồi, như tôi nói vừa rồi, rõ ràng là cầu 33 rồi đúng không? Mình cứ bắt 33 thôi, bám cầu thôi anh em, cứ bám cầu mà chơi thôi. Thôi gãy rồi, ui mẹ 3 con 2 luôn anh em ơi, 3 con 2 luôn này, kinh nhờ, kinh quá. Rồi ok em nhá, vừa rồi thì cũng chia sẻ với nhau một chút những cái kinh nghiệm chọn app tài xỉu để chơi, chọn app như thế nào đấy. Thì nếu như mà anh em nào mà chưa tìm được cho mình một con app ưng ý phù hợp thì anh em có thể trải nghiệm thử con app này với tôi,
đường link tôi sẽ để ở phần mô tả. Lại cứ vào mà chiến anh em nhé, biết đâu nó lại là cho nãy cuộc đời sao, đúng không? Rồi ok, tôi sẽ gõ vài tay anh em nhá, gõ vài tay xem là vận may của mình ngày hôm nay như thế nào đây. Nói chung là phải nghiên cứu kỹ anh em ạ, chứ bây giờ mà cho là anh em đánh bắt cầu hay cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà con app nó bịp, con app nó gặp phải con app nó lừa đảo thì thôi, kiểu gì cũng tiền mất tật mang thôi. Những gì tôi nói ở đây thì chắc chắn là sẽ không thừa đâu anh em nhá, anh em hãy lưu ý tôi. Được chưa? Đi nhà này gãy rồi, gãy rồi, gãy nhà cái rồi anh em ơi. Gãy là gãy nhà cái mà gãy tôi đâu, cầu cầu là 32 mẹ mày rõ ràng luôn. Lý do gì mà nãy giờ đánh 1M, 2M, 1M, 1M rưỡi, 1M2 mà bây giờ lên phát 4M là anh em hiểu rồi. Đấy, nó phải chắc thì mới có cái tiến kết như thế chứ anh em. Đúng không? Không phải đơn giản đâu. Không phải đơn giản đâu anh em ơi. Tiếp tục làm cái xỉu nữa, nhưng lần này sẽ không đánh mạnh nữa, lần này sẽ đánh nhẹ nhàng thôi. Ngày hôm nay tôi cũng kiếm trác được khá là nhiều rồi, mình cũng không tham anh em ơi. Mỗi ngày mình chỉ nên chơi kiếm lãi một trong một cái khoảng nhất định thôi, cao nhất sẽ là 50%. Anh em đừng chơi, đừng tham quá nhiều anh em ạ. Chơi nhiều ăn nhiều quá nhà cái nó soi đấy. Thay vì như thế thì ngày hôm nay mình kiếm khoảng chục 15 củ 20 củ gì đấy đi, rồi ngày mai mình lại vào chơi tiếp, đúng không? Ngày mai mình lại vào chơi tiếp, tức là một ngày nó sẽ reset lại, mình lại vào chơi. Chứ anh em đừng có chơi liên tục như thế, chơi liên tục mà ăn nhiều thì nó soi đấy. Gãy rồi, tay này là gãy rồi đấy. Thì ra là 32, 32, 21, 32, 23, đúng rồi, 32, 23 đấy anh em. Cầu này là tôi nghĩ là 32, 23 rồi. Tôi sẽ chốt luôn cái lãi. Hiện tại tôi đang lãi 3 củ, tôi chốt luôn này. Tôi nghĩ là cầu này là 32, 23 rồi. Tôi đọc luôn cho anh em 2 tiếng luôn. 32, 23 thì có nghĩa là 3 xỉu này, 2 tài này, 2 xỉu này, 3 tài. Đấy, thì đây có một tài rồi, thì riêng cái hai thằng tiếp theo sẽ là hai cái tài. Đây, đọc trước luôn anh em ơi, đọc trước luôn. Mà tin nhau thì không cần mở bát rồi, tin nhau không cần mở bát đúng không? Tin nhau là cứ dỡ lên là ăn thôi. Ok, mở bát này. Ui, anh em đánh xỉu ra đông luôn này, ghê thế nhờ. Ok chưa anh em ơi, uy tín luôn, nhẹ nhàng thôi, không cần phải quá rườm rà anh em ạ. Được chưa anh em? Thôi được rồi, thì chắc là ngày hôm nay tôi sẽ dừng lại tại đây anh em nhá. Như tôi nói vừa rồi ấy, nếu như anh em nào mà yêu thích thì có thể cho tôi xin một like và một cái nút đăng ký kênh anh em nhá. Ok, chúc em luôn gặp nhiều may mắn, xin chào.